Với hơn hàng ngàn hecta đất nông nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu được thiên nhiên ưu đãi cả về thổ nhưỡng và khí hậu, nên đã sản sinh ra nhiều loại nông sản có giá trị cao, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng như hồ tiêu, cacao, bơ, sầu riêng, chuối. Những năm qua, bên cạnh việc nâng cao năng suất, chất lượng nông sản để khẳng định vị trí trên thị trường trong nước, Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang dần định hướng sản xuất nông nghiệp đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Hợp tác xã nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức hiện có 5 hecta cacao canh tác theo quy trình organic. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, bên cạnh việc đảm bảo quy trình sản xuất, hợp tác xã cũng đã chủ động liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn để mở rộng diện tích. Hiện đã có 76 hộ nông dân trong huyện tham gia chuỗi sản xuất cacao của hợp tác xã, nâng tổng diện tích chuỗi liên kết lên hơn 116 hecta. Để cacao đạt năng suất cao, nông dân được hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, tưới nước, quản lý sâu bệnh. Khi trồng theo hướng organic, nông dân không sử dụng bất cứ loại phân bón hay thuốc trừ sâu hóa học nào, mà sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân chuồng đã hoai mục, cỏ trác ổ mục. Cái thị trường nước ngoài rất khó tính, mà người dân mình thì trồng theo cái cách trồng chăm sóc theo một cái mô hình chăm sóc cũ, thói quen là dùng thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm. Do đó chúng tôi phải thay đổi tư duy bà con hướng vào cái thị trường khó tính, thì những cái đó như vậy thì có cái giá cả cạnh tranh tốt, cái thu nhập họ sẽ ổn định hơn. Xác định nông nghiệp là thế mạnh kinh tế của địa phương trong nỗ lực nâng cao đời sống của người dân, những năm qua Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nông sản của huyện. Đến nay, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 5.164 hecta. Nhiều sản phẩm nông nghiệp như chuối, cacao, sầu riêng bắt đầu được tiếp cận các thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chính quyền các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp thị sản phẩm cũng như quảng bá nông sản huyện qua các cuộc gặp mặt, các chương trình đối ngoại do tỉnh, huyện tổ chức. Đặc biệt, từ năm 2022, sản phẩm cacao của công ty trách nhiệm hữu hạn OCA Việt Nam ở huyện Châu Đức đã tiếp cận thị trường tại thành phố Izumi-Osu, Nhật Bản. Nông sản tại huyện Châu Đức là một trong những sản phẩm có chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm như chuối, cacao hữu cơ. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một chương trình triển lãm hội chợ nông nghiệp, trong đó có các nông sản đặc trưng của Việt Nam và huyện Châu Đức. Điều này sẽ giúp cho người dân Nhật Bản biết đến những sản phẩm nông sản tốt của Châu Đức. Sầu riêng đã trở thành thương hiệu của trái cây ở Châu Đức, và trái sầu riêng cũng đã mang lại thu nhập cao cho hàng chục hộ nông dân hợp tác xã sầu riêng Liên Đức ở xã Xà Bang. Không chỉ chuyển dần từ phương thức canh tác truyền thống sang áp dụng phương thức sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, nhiều hộ dân trong hợp tác xã còn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư, công chăm sóc, đồng thời tăng hiệu quả sản xuất. Linh hoạt, nhạy bén trong việc tiếp cận các phương thức sản xuất, hợp tác xã sầu riêng Liên Đức đã hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất để có số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao. Cũng từ đó, sầu riêng Liên Đức được cấp 4 mã số vùng trồng, xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Khi sầu riêng đạt chứng nhận an toàn, được cấp mã số vùng trồng cho thị trường Trung Quốc, đã mở ra cơ hội tiếp cận nhiều thị trường lớn hơn cho những người nông dân thời hội nhập. Hiện bà con xã Viên hợp tác xã đang ra sức chăm bón, ứng dụng kỹ thuật xử lý cho cây ra hoa, trậu trái theo ý muốn để nâng cao năng suất cũng như chất lượng cho trái sầu riêng. Chúng ta dần dần tiến đến thay thế phân vô cơ bằng phân hữu cơ. Biết rằng nó sẽ có một cái tác động giai đoạn đầu, đó là cái năng suất nó sẽ giảm hơn một chút, nhưng bù lại chất lượng và giá thành nó sẽ cao hơn. Còn với cái thuốc bảo vệ thực vật thì cái tình trạng chung của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay đó là chúng ta sử dụng thuốc nó chưa hoặc là chưa chuẩn. Chúng ta sẽ tiến dần thay thế cái thuốc hóa học để tiến dần về đến thuốc sinh học. Một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đã khẳng định được vị thế tại các thị trường Nhật Bản, Úc, Singapore và các nước Trung Đông là hợp tác xã tiêu Bầu Mây ở xã Hòa Hiệp, huyện Suy Bọc. Với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sạch, từ nhiều năm nay, hợp tác xã đã liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn huyện Suy Bọc, triển khai sản xuất tiêu theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên diện tích hơn 1.000 hecta.
từ nguồn nguyên liệu là hồ tiêu trồng theo hướng hữu cơ, nhờ ứng dụng các công nghệ chế biến sâu, Bồng Mây còn cho ra đời 10 dòng sản phẩm khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng. Không ngừng nâng cao chất lượng nông sản, hướng dẫn các nông hộ liên kết canh tác theo hướng an toàn, cùng với đó là sự năng động, bắt nhịp xu thế công nghệ và tiếp cận thị trường bằng nhiều hình thức khác nhau. Hiện sản phẩm của hợp tác xã Bầu Mây đang được tiêu thụ không chỉ ở thị trường trong nước mà còn được tiêu thụ tại nhiều thị trường nước ngoài. Sản phẩm của chúng tôi đó là sản phẩm hữu cơ. Từ cái sản phẩm hữu cơ đấy thì chúng tôi lại đáp ứng được tất cả cái yêu cầu của từng nước. Họ yêu cầu chúng tôi làm theo tiêu chuẩn gì thì chúng tôi đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Thì từ đó thì chúng tôi không khó để vào các cái thị trường đó. Để nông sản có thể lan tỏa trên thương trường là trách nhiệm không chỉ riêng ai, đó là sự nỗ lực của mỗi cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, đó là sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền địa phương. Và Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang nỗ lực để nông sản có mặt ngày càng nhiều hơn trên thương trường quốc tế, khẳng định niềm tự hào của người Việt về nông sản Việt.